Vậy, một số thanh thiếu niên có quan điểm sai lầm rằng
để hòa nhập vào nhóm thì phải là sử dụng ma túy. Sử dụng ma túy không có vấn đề gì đâu, nó sẽ không có gây nghiện. Hoặc là sử dụng ma túy nó có thể là giải quyết được một số vấn đề khó khăn cũng như khúc mắc của cá nhân, hay là sử dụng ma túy nó không có gây chết người. Tôi có thể gần bất cứ lúc nào tôi muốn. Chính vì những quan điểm sai lầm trên mà đã dẫn đến một số lượng lớn giới trẻ đã bị xa vào con đường nhập ma túy. Đối với học sinh, ma túy đã và đang lan lỏi vào môi trường học đường. Nguyên nhân dẫn đến sự sa ngã của các bạn học sinh là các bạn thiếu tự tin, thiếu kỹ năng sống, các bạn dễ bị dụ dỗ lôi kéo. Ngoài ra thiếu sự quan tâm sâu sát của gia đình và nhà trường. Các bạn muốn thử một lần cho biết, nhưng mà sau khi thử lần thì thử lần thứ hai, lần thứ ba và đến dẫn đến lúc nào không hay. Khi đã bị lệ thuộc vào ma túy thì các bạn dễ bị các đối tượng xấu xúi dục, kích động để thực hiện hành vi phạm tội, dẫn đến thể có tiền mà sử dụng ma túy. Như chúng ta cũng đã vừa nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Thị Sơn về các cách kích thích gây nghiện cũng như là tình trạng ma túy trong giới trẻ hiện nay. Như vậy, đối với ngành giáo dục huyện trong thời gian qua đã có những giải pháp nào để giúp cho học sinh ngăn ngừa cũng như phòng chống các tệ nạn ma túy tại trường học? Xin thầy Kim Văn Minh có thể chia sẻ thêm về vấn đề này không ạ? Xin kính chào các bạn động viên, thanh niên và các học sinh. Tình hình xâm nhập ma túy vào trường học hiện nay có nguy cơ rất lớn. Trong suốt thời gian qua thì phòng giáo dục đào tạo luôn chỉ đạo cùng các trường thực hiện 4 cái giải pháp cơ bản sao để phòng chống cái ma túy xâm nhập vào học đường. Cái thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền, làm sao phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng chống ma túy đến học sinh. Cái thứ hai là phải làm sao tuyên truyền giáo dục cho các em biết, hiểu được về ma túy, biết được tác hại của việc sản xuất, vận chuyển, mua bán, rồi đặc biệt là sử dụng ma túy, để các em có được một cái kiến thức phòng chống về ma túy trong trường học. Cái giải pháp thứ hai là tăng cường cái giáo dục kỹ năng sống cho các em, phải giáo dục cho các em, rèn luyện cho các em cái kỹ năng mà các em biết phòng chống lại những cái trường hợp, ví dụ như sự tác động của bạn bè, của người xấu, của người lạ đến việc sử dụng ma túy. Cái thứ hai là ví dụ như là các em biết xử lý được các cái tình huống người lạ gửi hàng để nhận tiền chẳng hạn, mà khi các em không biết được đó là hàng hóa gì, hoặc là người khác, người xấu tác động, thì các em phải có được cái cảnh giác và báo với cha mẹ học sinh, cha mẹ của mình hay là thầy cô để có cái giải pháp phòng ngừa. Cái nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường về cái công tác là tổ chức các cái hoạt động trong trường học, để làm sao lôi kéo tổ chức cho các em có cái hoạt động vui chơi lành mạnh, và trong những cái hoạt động đó có lồng ghép vô cái phòng chống về ma túy. Ví dụ như là tổ chức các cái hội thảo biểu diễn văn nghệ, diễn kịch, rồi các em có thể vẽ tranh để cổ động phòng chống ma túy, thì đó là những cái hoạt động mà chúng ta cần thiết tổ chức. Cái nhóm giải pháp thứ tư mà đối với nhà trường cần phải thực hiện tốt và xuyên suốt là thực hiện tốt cái quy chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đối với quy chế phối hợp với công an địa phương, rồi vận động thực hiện tốt cái môi trường xung quanh trường học phải an toàn, đảm bảo. Rồi việc cái nữa là phối hợp với phụ huynh quản lý chặt đối với các em về giờ giấc đến trường, giờ giấc ra về. Và đặc biệt nữa là đối với các trường thì cần lưu ý là trong cái việc là quan tâm, hỗ trợ đối với các em mà có tiền sử về gia đình có liên quan đến việc phòng chống ma túy. Thì đó là 4 cái giải pháp mà tất cả các trường luôn luôn là quan tâm và thực hiện trong cái thời gian qua và tiếp tục hiện nay. Với những nhiệm vụ của ngành công an, anh kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy. Ma túy là tệ nạn xã hội nguy hiểm, ảnh hưởng đến toàn xã hội. Trong thời gian gần đây, có ngày càng nhiều người chưa thành niên và trẻ em sử dụng ma túy. Thực trạng trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ma túy xâm nhập học đường. Để đề phòng tệ nạn này cho chính bản thân học sinh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu để phòng ngừa và bảo vệ chính bản thân mình nhé. Một số chất ma túy và chất gây nghiện thường gặp. Hiện nay có rất nhiều loại ma túy, chất kích thích
chất gây nghiện, mỗi loại có hình dáng và tác hại khác nhau. Một số loại có thể kể ra như cần sa, cỏ mỹ, thuốc lắc, bóng cười, si sa, ma túy đá, tem giấy hay còn gọi là bùa lưỡi. Hậu quả của ma túy làm cho hoạt động của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh bị suy giảm, xuất hiện các bệnh về da, về dạ dày, đại tràng, về tim mạch. Tình trạng nhiễm độc ma túy mãn tính, suy nhược toàn thân, người gầy gò, xanh xao, mắt trắng, môi thâm, nước da tái xám, dáng đi xeo vẹo, cơ thể suy kiệt, thức đêm ngủ ngày, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Bị suy giảm sức lao động, học tập giảm sút hoặc mất khả năng lao động, học tập. Trường hợp sử dụng ma túy quá liều có thể bị chết đột ngột. Người nghiện ma túy thường có hội chứng quên, loạn thần kinh sớm, bị ảo giác, hoang tưởng, kích động và hội chứng loạn thần kinh muộn, các rối loạn về nhận thức, cảm xúc, tâm tính, các biến đổi về nhân cách. Có thể có những hành vi nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Tiêm trích ma túy dùng chung bơm kim tiêm không tiệt trùng dẫn đến lây nhiễm viêm gan B, C, đặc biệt là HIV/AIDS dẫn đến cái chết. Nghiện ma túy dẫn đến thoái hóa nhân cách, rối loạn hành vi, lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật. Mâu thuẫn và bất hòa với bạn bè, thầy cô và gia đình, mất lòng tin của mọi người, dễ bị người khác lợi dụng, học tập giảm sút hoặc bỏ học, ảnh hưởng đến tương lai. Biểu hiện của người nghiện ma túy. Trong cặp sách hoặc túi quần áo thường có dụng cụ sử dụng chất ma túy như bật lửa, kẹo cao su, giấy bạc. Hay xin ra ngoài đi vệ sinh trong giờ học. Ngồi trong lớp hay ngủ gật. Thường đi học muộn hoặc trốn học, bỏ học vào những giờ nhất định. Thường tụ tập ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, lén lút sử dụng ma túy trong nhà vệ sinh trường học. Thường hay xin tiền bố mẹ, nói dối là đóng tiền học, quỹ lớp, lực học giảm sút. Hay ngáp vặt, ngủ gà ngủ gật, hay cáu gắt, ớn lạnh, nổi da gà, buồn nôn, mất ngủ, trầm cảm. Ngại tiếp xúc với người thân, bạn tốt, cố ý xa lánh mọi người, cố tránh các hoạt động vui chơi lành mạnh. Tình huống thường gặp. Kỹ năng phòng tránh khi có người rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy hay ép buộc mua bán, vận chuyển ma túy, bạn cần phải làm gì? Bạn cần bình tĩnh, có thể dùng cách từ chối trực tiếp. Nếu như từ chối không có tác dụng thì hãy dùng những câu đáp lại như là: tôi không dùng ma túy và bất kỳ ai cũng vậy. Mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật, trái với đạo đức con người. Trường hợp mua bán, vận chuyển ma túy có thể bị tử hình. Nếu bạn cứ bị ép buộc, bạn có thể lấy lý do để rời khỏi. Nếu họ vẫn ép bạn sử dụng ma túy thì cách tốt nhất là tìm cách bỏ chạy. Bạn hãy tìm cách chạy đến một trong các địa điểm an toàn ở gần nhất, như là trường học, nhà người quen, trụ sở công an, trụ sở chính quyền, quán ăn ven đường, chỗ có đông người lớn đang làm việc, các cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Trong trường hợp xấu nhất, tìm cách gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho cha mẹ, người thân, cảnh sát 113 đến hỗ trợ. Khi đã bị ép buộc mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy thì không được giấu giếm sự việc vừa xảy ra dù bị hăm dọa, mà phải tố cáo ngay đối tượng đã rủ rê và ép buộc với gia đình, nhà trường, công an, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời. Không lo sợ trước những lời hăm dọa của các đối tượng mua bán ma túy mà phải tố cáo chúng kịp thời, vì khi đó mọi việc mới được phơi bày. Em sẽ được gia đình, nhà trường, thầy cô, pháp luật quan tâm, bảo vệ và đối tượng rủ rê, ép buộc mới bị xử lý đích đáng. Chúng sẽ không có cơ hội để ép buộc em mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng ma túy. Kỹ năng phòng tránh từ xa tệ nạn ma túy. Sống trong sáng, lành mạnh, không đua đòi, tiêu xài hoang phí, vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Tìm hiểu thông tin về tác hại, hậu quả của ma túy. Không tụ tập với người xấu. Tham gia xây dựng môi trường học tập lành mạnh. Tham gia các buổi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức về tác hại của ma túy tại trường hoặc cộng đồng. Không nhận tiền, quà có giá trị của người khác mà không rõ lý do.
Trong trường hợp người quen nhờ vận chuyển hàng hóa thì cần hỏi rõ loại hàng hóa, địa điểm và tốt nhất nên hỏi ý kiến cha mẹ, người thân trước khi nhận lời. Gia đình quan tâm sát sao, lắng nghe tâm tư của con trẻ. Không thử ma túy dù chỉ một lần. Bia hay rượu là những loại đồ uống có chứa chất cồn ethanol với những nồng độ cồn khác nhau. Ví dụ như bia có chứa khoảng 5% cồn, rượu vang chứa khoảng 9-16% cồn, rượu mạnh chứa trên 20% cồn. Ethanol chính là thành phần gây ra các tác hại chính khi chúng ta uống rượu, bia. Khi vào miệng, rượu, bia sẽ làm kích ứng niêm mạc trong khoang miệng. Khi nồng độ cồn cao sẽ làm tăng nguy cơ ung thư miệng và họng. Khi vào tới dạ dày, rượu, bia sẽ ngấm qua niêm mạc dạ dày mà không cần tham gia vào quá trình tiêu hóa, giống như các loại thức ăn. Nếu uống rượu, bia lúc đói, tức là khi trong đó dạ dày không có thức ăn, rượu sẽ được hấp thu vào trong máu một cách nhanh chóng nhất. Uống quá nhiều hoặc uống các loại rượu có nồng độ cồn cao sẽ làm cho nồng độ cồn và dịch vị trong dạ dày tăng cao, gây kích thích niêm mạc dạ dày. Lúc này, cơ thể sẽ có phản xạ nôn mửa nhằm giảm tình trạng kích ứng. Những ai thường xuyên uống rượu khi đói có thể gây viêm loét, thậm chí gây ra tình trạng chảy máu dạ dày. Khoảng 20% lượng rượu được hấp thụ tại dạ dày, 80% còn lại sẽ được hấp thu tại ruột non để đưa vào trong máu. Khi vòng hệ tuần hoàn, rượu thẩm thấu vào trong máu, theo máu đi đến khắp cơ thể gây ra tình trạng giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu lên bề mặt da, nên những người uống rượu thường hay đỏ mặt, cảm giác ấm áp tạm thời. Sau đó, cơ thể có thể bị mất nhiệt, hạ huyết áp. Lên tới não, rượu làm chậm việc truyền thông tin giữa các chất dẫn truyền thần kinh não, có thể dẫn đến những thay đổi trong hành vi và tâm trạng của người uống rượu. Cụ thể như gây lo lắng, trầm cảm, mất trí nhớ và co giật. Nếu tình trạng dinh dưỡng của người uống rượu ở trong điều kiện kém, phù não sẽ xảy ra và các triệu chứng kèm theo. Đáng sợ hơn là mất trí nhớ, nhầm lẫn, ảo giác, mất khả năng phối hợp cơ. Khi vào tới thận, rượu bia có tác dụng lợi tiểu, làm cho thận không thể điều chỉnh được chức năng dòng chảy của chất lỏng trong cơ thể một cách bình thường, dẫn đến phân phối các ion natri, kali và clorua bị rối loạn, mất cân bằng điện giải. Uống quá nhiều rượu, bia cũng có thể dẫn đến tăng huyết áp. Đây là nguyên nhân lớn gây suy thận. Ngoài trạng thái lỏng, rượu còn ở trạng thái khí. Khi hít vào trong phổi sẽ nhanh chóng đi vào máu. Đồng thời, rượu bia cũng được đào thải qua cơ thể bằng đường hơi thở. Do đó, có thể đo nồng độ cồn trong hơi thở để đánh giá được lượng cồn trong cơ thể. Chỉ khoảng 10% lượng cồn đào thải qua đường nước tiểu, mồ hôi và hơi thở, 90% còn lại cho đến thẳng gan. Tại đây, chất cồn từ rượu, bia sẽ được gan xử lý, tiến hành quá trình khử độc. Tuy nhiên, khả năng của gan chỉ có hạn, chỉ có thể xử lý được một lượng cồn nhất định mỗi giờ. Nếu nồng độ cồn trong máu càng cao, thì thời gian xử lý càng lâu. Khi lượng cồn vượt quá, tế bào gan hoạt động quá tải, cồn trong rượu chuyển hóa thành acetaldehyde, chất rất độc, không chỉ với gan mà còn cả với thần kinh, thị giác, dạ dày, đường tiêu hóa, tích tụ ở lá gan. Các bệnh chủ yếu về gan mà những người uống rượu, bia gặp phải là gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Lâu ngày, tế bào gan bị phá hủy dẫn đến ung thư. Uống quá nhiều rượu, bia thường xuyên
kéo dài có thể gây ra hiện tượng làm giảm sức co bóp của cơ tim, dẫn đến lưu lượng máu vận chuyển đến các cơ quan trong cơ thể không đều. Đó là lý do những người nghiện rượu thường bị bệnh cơ tim, có thể gây giãn và chảy xệ cơ tim. Người mắc bệnh cơ tim thường khó thở, rối loạn nhịp tim, mệt mỏi, gan to và ho dai dẳng. Uống bia, rượu quá nhiều có thể làm rối loạn chức năng của tuyến tụy, khiến cho nó tiết ra quá nhiều enzyme bên trong. Thay vì vận chuyển enzyme vào ruột non, sự tích tụ enzyme trong tuyến tụy cuối cùng dẫn đến viêm tụy. Viêm tụy có thể diễn ra nhanh như một cơn đau cấp tính. Các triệu chứng bao gồm đau bụng, buồn nôn, tăng nhịp tim, tiêu chảy và sốt. Tuy nhiên, nó cũng có thể tấn công tụy có tính chất mãn tính, dẫn đến chức năng tuyến tụy hoạt động chậm, gây ra bệnh tiểu đường, thậm chí tử vong. Rượu bia làm giảm khả năng tấn công vi khuẩn và phòng ngừa bệnh tật của hệ miễn dịch. Chính vì thế mà người say rượu thường rất dễ bị cảm, trúng gió, làm suy yếu sự trao đổi chất, gia tăng acid uric, nguyên nhân của bệnh gút. Người uống rượu sẽ thường cảm thấy đau nhức, mỏi xương khớp. Đối với nam giới, nồng độ cồn trong máu từ 8 đến 10g trên 100cc đủ làm giãn nở mạch máu, gây cản trở quá trình quan hệ. Đặc biệt, rượu bia còn làm ảnh hưởng chất lượng tinh trùng, khi kết hợp với trứng để thụ thai dễ dẫn đến suy yếu thế hệ. Đối với nữ giới khi nghiện rượu sẽ làm suy yếu vùng hạ đồi, tuyến yên, buồng trứng sẽ dẫn đến trứng không rụng nữa, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, gây nguy cơ sinh non. Theo giáo sư Linda Bow thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thuốc lá và Rượu Anh Quốc thì có bằng chứng xác đáng cho thấy rượu làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư vòm họng, thực quản, gan, ruột và ung thư vú. Rượu bia gây lợi tiểu, do đó làm cơ thể cũng như làn da bị mất nước. Điều này có ảnh hưởng ngay tức thì và kéo dài đối với làn da, bởi cồn làm cạn kiệt vitamin C và vitamin A trong cơ thể, nên làn da cũng kém hồi phục trước những tác nhân lão hóa của môi trường như ánh nắng, các chất ô nhiễm. Ngoài ra, nó cũng làm cho da mỏng hơn, cạn kiệt sắt và tóc dễ gãy rụng hơn. Rượu là một chất tác động tâm thần mạnh, sử dụng rượu nhiều sẽ gây ra một số các bệnh lý rối loạn tâm thần. Các bằng chứng khoa học chứng minh rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế ICD-10, là một trong 4 yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh không lây nhiễm, góp phần gây thiệt hại kinh tế. Riêng tại Việt Nam, chi phí bỏ ra trong năm 2017 cho bia rượu đã là 4,5 tỷ đô, 50.000 tỷ đồng cho chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia. Sử dụng rượu bia là thói quen tiêu dùng đã tồn tại lâu đời ở nhiều nước, cũng như ở Việt Nam, được coi là phương tiện giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, việc gia tăng tiêu thụ rượu bia như hiện nay đồng nghĩa với hao tổn nhiều về sức khỏe, tiền bạc và những hệ lụy khác do sử dụng rượu bia đem lại, như tai nạn giao thông, chấn thương, bạo lực gia đình, mất an ninh trật tự. Với vô số những tác hại mà rượu bia mang lại cho con người, chúng ta hãy từ bỏ rượu bia ngay từ bây giờ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.